Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Địa Linh Giáo Chủ, nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Họ Từ chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, thanh trường kiếm trên tay đã rơi xuống đất. Máu ở trên tay chảy ra như suối. Từ Phan vội vàng tung mình về phía sau tới 5 bước để tránh. Bối địch không đuổi theo. Y thu kiếm lại rồi cất tiếng cười ha hả nói. Tiếc thay huynh đài không phải là Di Kế Quan. Xin cho tại hạ gửi lời huynh đài nói với gã họ Di. Nếu không muốn mất mặt chốn đông người thì ngài Hoàng Sơn Luận Kiếm không nên ra mặt nữa. Chưa nói dứt lời, bối địch đã nhanh như một luồng gió lốc lao mình đi vút lấp sau những lợm cây mất dạng. Nhiếp Hồn Kiếm ôm cánh tay bị thương ngẩn ngơ nhìn hút theo sau lưng, không biết bối địch là môn đồ của phái nào mà tài nghệ lại tuyệt luân đến như thế. Vừa tức lại vừa xấu hổ, họ Từ tiến lên cúi xuống nhặt thanh kiếm tra vào vỏ rồi lủi thủi chậm rãi cất bước ra đi. Từ Phàn kể lại đầu đuôi câu chuyện xong, chàng ta thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Ê, nói ra thật là xấu hổ. Không những bối địch đã cất tiếng chế nhạo, lại còn động tới môn phái của Di Huynh. Hắn nói rằng nếu Di Huynh không dám lộ diện thì hãy cất chiêu bài Địa Linh Giáo lại và hãy ẩn tích giang hồ đi thì hơn. Kế Quan nghe xong cả giận châu mày nói. Kẻ đó hiện giờ ở đâu? Để tiểu đệ kiếm hắn lĩnh giáo một vài thế kiếm coi. Từ Phàn lắc đầu nói. Di huynh không nên nóng nảy. Bối địch không nói rõ chỗ ở, nhưng cứ theo ngụ ý của tiểu đệ thì ngài Hoàng Sơn Luận Kiếm thế nào cũng có mặt của y mà. Di Kế Quan lại nói. Y có nói nặng đến tiểu đệ chăng nữa, tiểu đệ cũng chẳng để ở trong lòng. Nhưng nhất kiếm chi thù của huynh đệ, đệ nhất định phải trả cho bằng được. Từ Phàm tỏ vẻ vui mừng nói, nếu thế thì Di huynh quyết tham gia vào cuộc luận kiếm này rồi chứ gì? Kế Quan gật đầu rồi nói, đáng lẽ tiểu đệ không có lòng tham dự, nhưng nay đã xảy ra sự kiện này. Nếu tiểu đệ không tới, bối địch sẽ cho là tiểu đệ vì sợ y mà không dám tới. Từ Phàm thấy sự kích tướng đã thành công, cả mừng vội vàng đứng dậy nói, tiểu đệ còn có một vài việc gấp cần phải giải quyết. Xin hẹn với Di huynh tái ngộ ngài luận kiếm ở Hoàng Sơn. Nói xong rồi Từ Phàn vòng tay giáp dài một cái. Kế Quan cũng vội vàng đứng dậy vòng tay đáp lễ. Từ Phàn bước ra khỏi phòng. Sau khi Từ Phàn đi rồi, Kế Quan thấy ngần ngại ở trong lòng. Bản tâm họ Di không muốn tranh hùng trong cuộc Hoàng Sơn luận kiếm, nhưng nay đã hết với họ Từ không thể không tới được. Nhưng đến lúc chàng nghĩ đến Mạc Đơn Phương quận chúa, trong lúc tức giận nóng nảy một mình đi tới Mạc Bắc, xông vào Kim Ngô Cung gây sự, lành ít dữ nhiều, thì thấy bồn chồn nôn nao ở trong lòng không thể yên được. Lúc đầu trong lúc tự ái, Kế Quan đã cố quên Mạc Đơn Phương đi, nhưng hiện giờ chàng lại nhớ lại, rất rõ nét mặt yêu kiều bá mị của Mạc Đơn Phương. Trong lúc tức giận đỏ rực như trái anh đào, đôi mắt sáng quắc chứa đầy sự oán hờn tức giận. Thì Di Kế Quan lại thấy tâm tư của mình thắc mắc, nhớ lại những ngày Thiên Lý hổ qua. Lần thứ nhất chàng tiếp xúc với phái nữ ở trên đường Thiên Lý. Những lúc nghỉ ngơi dưới bóng cây hoặc những đêm trăng ngắm cảnh, biết bao nhiêu là kỷ niệm êm đềm trong ngót 2 tháng ở trên con đường đi kinh tương. Dù chưa có một lời thề non hẹn biển, nhưng cả hai đã ghi sâu hình bóng vào tâm khảm rồi. Không ngờ ngày nay chỉ vì những chuyện đâu đâu mà nàng lại giận dỗi bỏ đi, lao mình vào trong hang hầm miệng rắn. Càng nghĩ tới bao nhiêu thì tất giả càng thêm hồi hồi bấy nhiêu. Kế Quan chép miệng thở dài một tiếng rồi nói thầm. Không được, dù sao ta cũng phải đuổi theo nàng tiếp ứng trong lúc nguy nan mới được. Tuy rằng Kim Ngô Cung chủ nhân đã bị tàn phế mất hết võ công, nhưng dưới tay của y vẫn còn rất nhiều tay bộ hạ võ công cao cường.
Mạc Đơn Phương đâu có phải là đối thủ, có thể để cho nàng lọt vào nơi cạm bẫy đó hay sao? Tức thì Kế Quan gọi tửu điếm tính tiền, lập tức rời khỏi khách điếm, nhằm hướng Mạn Bắc mà đi thẳng. Chàng vừa đi được ít bước, thột nhiên một thiếu nữ xông thẳng tới mặt kêu to lên: "Quan ca ca, té ra huynh ở đây sao? Tiểu muội đã kiếm ca ca biết bao nhiêu nơi rồi." Vì Kế Quan còn chưa nhận rõ nét mặt, nhưng một mùi thơm phức như hương xạ theo luồng gió đưa vào khứu giác của chàng, khiến cho họ Vi bồi hồi, giật mình khi nhớ rõ chính là Lăng Ba tiên tử Cư Ngọc Dung. Đồng thời lúc đó nàng cũng đã tiến sát vào lòng của Kế Quan rồi. Kế Quan vội vàng đưa tay đẩy nhẹ nàng ra và dịu giọng nói: "Cư cô nương, chẳng hai cô nương kiếm tại hạ có chuyện gì?" Lăng Ba tiên tử đưa ánh mắt đen nháy nhìn chàng mỉm cười rồi cất tiếng kiều mỹ nói: "Di huynh đã được thông tri về chuyện Luận Kiếm Hoa Sơn chưa?" Kế Quan lắc đầu nói: "Thật ra tại hạ chưa nhận ra biết việc đó." Lăng Ba tiên tử mỉm cười nói: "Gia phù muốn Di huynh lấy được cái tôn hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm đó, nên đã đi trưng cầu với các vị trưởng môn nhân của thất đại môn phái, đã được các vị tiền bối nhận lời và cử bốn vị trọng tài, quyết định đến ngày 1 tháng 3 này sẽ mở cuộc luận kiếm." Kế Quan gật đầu: "Được rồi, tới ngày đó tại hạ sẽ đến nơi. Nhưng hiện nay tại hạ còn có việc phải đi gấp, phải đi giải quyết ngay cho xong đây." Lăng Ba tiên tử mở to ánh mắt nhìn Kế Quan và nói: "Không được, hôm nay đến ngày đó không còn bao nhiêu ngày nữa, Quan ca ca phải theo tiểu muội đi cho kịp." Vừa nói Lăng Ba tiên tử vừa đưa tay nắm lấy tay của Kế Quan lôi đi. Kế Quan còn đang sốt nóng vì chuyện của Mạc Đơn Phương quận chúa, thấy thế vội nói: "Không được, không được, cô nương cứ đi trước, tại hạ sẽ đuổi theo. Tới ngày đó không để chậm trễ đâu." Vừa nói bất thình lình chàng vẫy tay một cái, tuột khỏi cánh tay mềm mại của Lăng Ba tiên tử. Đồng thời chàng tung mình nhảy vọt lên dùng thuật thần thông, lao đi nhanh như tên bắn, không kịp nhìn thấy Lăng Ba tiên tử. Nàng đứng ngẩn ngơ trông theo, vừa tức giận dậm chân xuống vừa lẩm bẩm: "Chạy nhanh như thế ác là đuổi theo cô gái nào đây?" Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lăng Ba tiên tử vui mừng vô cùng, vì nàng chắc chắn rằng Kế Quan đã nhận lời thì thế nào cũng đến. Hơn nữa nàng lại còn biết rõ thâm ý của cha già. Ngoài việc mở luận kiếm ở Hoàng Sơn, cố ý làm cho tên tuổi của Kế Quan được gian lận trên chốn giang hồ, lại còn có ý kết hợp cho chàng và nàng nữa. Nghĩ tới đây tuy có một mình, mà Lăng Ba tiên tử không khỏi hai má đỏ bừng như trái hồng quân, đưa đôi mắt chứa chan tình tứ nhìn hút theo sau lưng của Kế Quan, cho đến khi hút bóng mới quay người lại, nhắm về hướng Hoàng Sơn mà cắm đầu chạy thẳng. Lúc đó đã cuối mùa xuân, cảnh vật như thêm vẻ xanh tươi, trăm hoa đua nở, chim hót réo vang. Hoàng Sơn lúc đó không còn một màu tuyết phủ trắng xóa nữa. Ánh sáng cuối xuân chiếu rực rỡ, phá tan màu xám ảm đạm hàng năm cứ phản phất trên ngọn núi, đã gây nên cảnh ảm đạm buồn bã. Hoàng Sơn lúc đó có vẻ nhộn nhịp vô cùng. Một đấu đài đã được dựng lên cao ngất, các nơi anh hùng chiến sĩ từ bốn phương tám hướng kéo tới để tham dự vào cuộc luận kiếm, để tranh tài danh hiệu đệ nhất kiếm trong thiên hạ. Cuộc luận kiếm này 5 năm mới có một lần. Bao nhiêu tay võ lâm cao thủ đã ngày đêm tập luyện không ngại khổ cực, chỉ đợi ngày này để nở mày nở mặt với đời, cho giới giang hồ biết rằng để làm rạng rỡ môn phái. Cuộc tỷ thí bắt đầu khai mạc từ buổi trưa hôm nay. Lăng Ba tiên tử lúc đó mới chạy đến nơi. Điều cần nhất là nàng đã để ý khắp nơi xem có Vi Kế Quan tới hay chưa. Nàng nhìn lên chỗ ngồi của 5 người tiền bối làm trọng tài, thì trên 4 chiếc ghế đã có Thiên Long đạo trưởng, Nguyên Nguyên đại sư, Lục Lâm tôn giả và Hải Thiên thần tẩu. Còn một chiếc ghế của đệ nhất kiếm thủ Sở Thủy Trường Tình còn bỏ trống. Nàng lại liếc nhìn về phía tay trái là những vị trưởng môn nhân của thất đại môn phái và những tay cao thủ trong thất phái, rồi đến các tay cao thủ trong cái bang. Nàng biết rằng Kế Quan ắt không có ở trong đám thất đại môn phái đó.
Lại ngó sang bên phải thì thấy Xích Địa Thiên Lý Phù Phong và ái nữ là Bạch Y La Sát Phù Tiểu Quyên đại diện cho Địa Linh Môn, nhưng không thấy Di Kế Quang đâu cả. Nàng nóng ruột trong lòng, rồi chẳng cần suy nghĩ sâu xa tung mình nhảy tới trước mặt của Bạch Y La Sát cất tiếng hỏi: "Cô nương có thấy Di Kế Quang đâu không?" Bạch Y La Sát có vẻ ngạc nhiên, không hiểu Lăng Ba tiên tử hỏi ai. Nàng ngớ ngẩn ra một chút, như không hiểu cất tiếng lạnh lùng trả lời: "Tiện nữ làm sao biết được chứ, cô nương nên hỏi các vị trọng tài ngồi thủ tòa ở giữa, may ra mới biết được." Lăng Ba tiên tử nghe Phù Tiểu Quyên nói như vậy thì có vẻ tức giận, nhưng không tiện phát tác. Bèn tung mình nhảy tới khán đài cất tiếng hỏi Hải Thiên Thần Tổ: Phụ thân có thấy Quan ca ca ngồi ở đâu không?" Hải Thiên Thần Tổ thấy thế quát to: "Dung Nhi, sao con vô lễ vậy? Hãy lui xuống cho mau." Tuy lão già quở trách ái nữ như thế, nhưng ở trong lòng vô cùng nóng nảy, liếc mắt nhìn khắp nơi quả không thấy tâm tích của Di Kế Quang đâu cả. Lăng Ba tiên tử bị phụ thân cất tiếng quở trách thì cũng bực mình, chẳng nói chẳng rằng tung mình nhảy xuống. Lúc đó giờ luận kiếm đã bắt đầu mà vẫn không thấy bóng dáng của Kế Quang đâu cả. Nàng lại nóng nảy vô cùng, nhắm nơi cái bang chạy tới. Nàng vẫn yên trí vì tin chắc rằng là Kế Quang không bao giờ thất tính. Chỉ không biết rõ ràng là chàng hiện xảy ra chuyện gì ngăn trở. Và nào ngờ được, hàng loạt người xa lạ ùa vào ở trong hang mà vẫn không thấy Kế Quang đâu cả. Nàng toan quay trở lại khán đài, chợt thấy một chàng kiếm khách tuổi trẻ đứng dậy dài đeo ở bên cánh tay, trong hình dáng vô cùng quen thuộc. Nàng vội vàng chạy đến, đến gần nơi Lăng Ba tiên tử nhận ra người đó chính là Thanh Thành Nhiếp Hồn Kiếm Từ Phàn, là bằng hữu của Di Kế Quang thì cả mừng vội vàng cất tiếng hỏi: "Từ huynh, chẳng hai Quang ca ca có cùng đi với Từ huynh không?" Từ Phàn lúc đó đã nhận ra nàng, tức thì cất tiếng cười ha hả nói: "Cô nương cứ yên tâm đi, tại hạ xin bảo đảm thế nào Di Kế Quang cũng phải đến trong ngày trợ lụng kiếm này thôi." Lăng Ba còn đang muốn cất tiếng hỏi nữa thì trên khán đài đã nổi lên những tiếng sên nhạc vang lừng, và tiếp theo là tiếng pháo nổ giòn giã. Thì biết rằng cuộc luận kiếm đã bắt đầu khai mạc, nàng vội chuyển người lại và nói với Từ Phàn: "Thôi, chúng ta hãy đi vào khán đài đi. Cuộc luận kiếm đã bắt đầu, có lẽ chàng cũng sắp đến nơi rồi." Hai người vừa trở lại khán đài thì cuộc luận kiếm đã mở màn. Một vị trọng tài bước ra tuyên bố và nói qua các thể lệ luận kiếm. Năm nay cũng như năm năm trước, tất cả môn phái đều cử một người đại biểu tham dự, rồi phân bố đào thải, cho tới lúc nào phân chia hẳn thành nhất nhì ba tư rồi mới ngừng lại. Kẻ tung mình đầu tiên là một thư sinh trung niên nước da trắng trẻo, sau lưng có đeo một thanh trường kiếm, lại có mang theo một cây địch bằng vàng sáng chói. Trông ở bề ngoài thật là một người nho nhã thư sinh, dáng điệu lại có vẻ kiêu ngạo. Nhìn khắp khán đài một cách có vẻ kiêu căng. Tiếp theo đó cũng có một thanh niên kiếm khách dáng người hùng vĩ, tướng mạo đoan trang. Từ Phàn mới thoạt thấy, liền khẽ từng tiếng nói: "Hay lắm, hôm nay hắn cũng đã đến rồi." Lăng Ba tiên tử đứng ở bên cạnh nghe tiếng chàng ta nói như thế thì ngước cặp mắt đen lấy nhìn Từ Phàn và hỏi: "Từ huynh có biết người này sao?" Từ Phàn đáp: "Y họ Bối, thảo tự là Địch, tự xưng là Kim Địch thư sinh, và y đã từng tuyên bố là thiên hạ đệ nhất kiếm thủ, ngoài y ra không còn ai nữa." Lăng Ba tiên tử có vẻ tức giận, đôi mày liễu cau lại, khóe hạnh tròn xoe rồi nói: "Chắc nó nằm mơ rồi, để tiểu muội xong đến đài hạ nó xuống ngay, cho khỏi mất công Quan ca ca nữa." Từ Phàn thấy Lăng Ba tiên tử có vẻ ngây thơ như vậy thì mỉm cười nhìn nàng nói: "Luận kiếm phải có thứ tự nhất định chứ, đâu có phải là một cuộc ấu đả mà cô nương nói như vậy. Nhưng theo như sự nhận xét của tại hạ thì Bối Địch về kiếm thuật cũng rất là cao cường, không phải là kẻ tầm thường đâu." Lăng Ba tiên tử ngước mắt nhìn Từ Phàn có vẻ dò hỏi. Từ Phàn chẳng ngại ngùng gì hết, liền vắn tắt kể lại một lượt chuyện gặp gỡ Bối Địch và đã bị y thích một mũi kiếm vào cánh tay, vết thương chưa được hoàn toàn bình phục. Nói lại từ đầu đến cuối cho Lăng Ba tiên tử nghe.
Nói xong rồi chàng lại tiếp lời luôn. Chàng thiếu niên kiếm khách trong dáng người hùng vĩ kia thì ắt là võ công cũng không đến đổi kém đâu. Lăng Ba tiên tử tiếp theo nói. Chàng thiếu niên này tiểu muội cũng được biết qua lo rồi. Y chính là môn đồ của phái Hành Sơn tên là Tư Đồ Sâm. Cũng cùng bọn tà giáo đấu một trận rồi. Kiếm thuật của họ Tư Đồ này cũng khá lắm đó. Trong lúc hai người ở dưới đài nói chuyện với nhau thì ở trên đài Tư Đồ Sâm và Bối Địch đã xưng danh tính và cuộc giao đấu đã bắt đầu. Cả hai cùng tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Tư Đồ Sâm bỗng thét lên một tiếng, thành kiếm trên tay của hắn hóa thành một đạo bạch quang sáng lòe như điện chớp, gạch thẳng về phía trước nửa vòng tròn. Kiếm thế mãnh liệt nổi lên thành những tiếng vù vù như gió lộng. Thế kiếm này mới thoạt trong có vẻ như chậm chạp, dường như không có gì là lợi hại. Nhưng đến lúc sắp tới đối phương thì bỗng nhiên biến hóa thành ba đạo ngân quang ảo quá như là ba thanh kiếm, đồng một lúc thích vào ba yếu quyệt trên người của đối phương vô cùng kỳ ảo. Bối Địch vẫn điềm nhiên như không, chàng ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt sáng quắc như sao, đợi cho kiếm thế đã biến đổi rồi mới đảo lộn thanh bảo kiếm ở trên tay, chẳng khác chi là một cái chong chóng gạt luôn cả ba kiếm thế của Tư Đồ Sâm ra ngoài một cách dễ dàng. Tư Đồ Sâm lao mình theo đà kiếm múa tích thanh bảo kiếm ở trên tay, sử dụng thế kinh hồng lao ly, hất thẳng vào giữa Bối Địch. Đà kiếm đi nhanh như gió cuốn. Bối Địch đợi cho thanh trường kiếm gần thích trúng vào người thì mới lạng qua tràn mình một cái rồi hoành kiếm hú dài lên một tiếng. Nhất kiếm tinh vong chẳng khác chi là những ánh sao xa từ ở trên đỉnh đầu của Tư Đồ Sâm hướng xuống thật là khủng khiếp. Mười mấy năm trời ở trong thạch động huấn luyện võ công, Tư Đồ Sâm chưa hề giao đấu với người ngoài nhiều nên vẫn còn quyết khí đầy người. Thấy Bối Địch ra tay tấn công cũng không chịu lép, chàng ta đảo lộn thanh kiếm như một cái xe quay tích bao bọc toàn thân, ngăn đỡ luồng kiếm tinh ảo của Bối Địch. Đồng thời tung mình nhảy vút lên cao rồi hướng xuống chẳng khác gì là một con diều hâu sớt mồi. Thanh kiếm trên tay chém xả xuống một nhát nhanh như một đà làng điện xẹt. Bối Địch múa kiếm đỡ mạnh một nhát, hai thanh trường kiếm chạm vào nhau té lửa. Tư Đồ Sâm thấy cánh tay tê dại toàn thân rung động thì cả sợ vội lộn phát người về phía sau. Chân chàng chưa đứng vững thì Bối Địch chẳng khác chiếc bóng lao dù tới, giờ tài thích luôn một nhát, tiềm lực thật là ghê gớm. Thanh kiếm của Bối Địch sử dụng thật là quyền ảo, trong một lúc đã có thể nhắm luôn ba yếu quyệt quyền cơ, tương đài và kỳ môn của Tư Đồ Sâm thích tới. Thế này gọi là quá thủ ngân hoa, một tuyệt thế trong bài nhiếp hồn kiếm. Tư Đồ Sâm thấy thê quảng kinh, vội vàng nhúng mình nhảy vọt về phía sau có tới năm bước mới tránh được khỏi kiếm thế ác hiểm đó. Dưới khán đài võ sĩ bốn phương vỗ tay ầm ầm. Tư Đồ Sâm vừa thẹn vừa tức, dây động thanh kiếm ở trên tay, tả thích hữu tảo tấn công liên tiếp thành một thế liên hoàn tứ tuyệt, muốn giật lại tiên cơ. Bốn thế kiếm phóng ra ảo quá thành những đạo bạch quang sáng loáng nhằm khắp tứ phương bát diện của Bối Địch mà tấn công như mưa. Chỉ thấy tiếng cười ngạo nghễ của Bối Địch lại nổi lên, đồng thời thanh kiếm trên tay của y gạch lên nhất phiến ngân quang bao bọc khắp người. Không những thế kiếm của Bối Địch vô cùng kín đáo mà lại thêm nội lực của y tăng cường nên thanh kiếm phát ra những tiếng vi vu, kiếm quang chớp nhoáng như điện. Chẳng những đã gạt được những thế kiếm tấn công của Tư Đồ Sâm ra ngoài, lại còn hoàn kích lại như mưa sa bão táp nhằm toàn những yếu quyệt của Tư Đồ Sâm thích tới. Trong mỗi thế kiếm phát ra đều chứa thầm nội lực thâm hậu. Lăng Ba tiên tử đứng dưới hết sức chú ý kiếm thế của Bối Địch, không khỏi vừa ngạc nhiên lại vừa thầm phục ở trong lòng. Từ Phàn đã từng biết rõ tài nghệ của Bối Địch rồi, nên thấy Tư Đồ Sâm chống đỡ như thế không khỏi dậm chân xuống đất lầm bầm. Hỏng rồi, nếu đánh tiếp vài hiệp nữa Tư Đồ Sâm ác sẽ thảm bại dưới tay của Bối Địch mất rồi. Trong lúc họ Từ còn đang lẩm bẩm chợt thấy Bối Địch quát to: "Hãy buông tay!" Thanh kiếm của Bối Địch vung lên nhằm thẳng đỉnh đầu của Tư Đồ Sâm chém xả xuống một nhát thần tốc.
Công thế mãnh liệt chẳng khác chi là núi Thái Sơn đổ xuống, nhanh như chớp nhoáng, mãnh liệt ghê hồn. Tư Đồ Sâm nghiến răng đưa kiếm lên đỡ, chỉ nghe đánh xoảng một tiếng. Thanh kiếm trong tay của Tư Đồ đã bị gãy làm hai. Cánh tay tê bại hẳn đi, loạn choạng thối lùi về sau đến năm bước. Vị trọng tài đứng lên tuyên bố, bối địch toàn thắng. Chung quanh khán đài tiếng vỗ tay vang lên chẳng khác chi là sấm nổ. Âm âm hòa theo với từng tiếng reo hò cổ võ thật là náo nhiệt. Tư Đồ Sâm nhảy xuống khán đài lẫn vào đám đông mất dạng. Lúc đó những người thắng trong đợt đầu gồm có Võ Đan phái Thạch Vật, Điểm Thường phái Điền Nam Kiếm Khách, Thiếu Lâm Tâm Ấn. Mọi người đứng tụ ở dưới đấu đài chờ đợi cuộc phúc thẩm lần thứ hai. Thanh Thành Từ Phàn vì bị thương ở nơi tay nên không có ghi tên. Bạch Y La Sát trong Địa Linh Giáo đã có ghi tên của Kế Quan rồi, nên nàng cũng không có tham gia. Lăng Ba Tiên Tử thì vốn không tính tới cuộc luận kiếm này, nên cũng không ghi tên tham dự. Vì thế cho nên cũng bớt đi rất nhiều tài cao thủ trẻ tuổi. Sau lần phúc khảo thứ hai, bối địch vào đấu với Võ Đan phái Thạch Vật. Bối địch lúc đó đang sử dụng cây kim địch để giao đấu với Thạch Vật. Hai người sau khi xưng danh cùng khiêm nhường một cái, rồi xông vào giao chiến. Cả hai tuy chưa chính thức giao đấu với nhau lần nào, nhưng đều được xem qua tài nghệ trong lúc bối địch giao đấu với Tư Đồ Sâm và Thạch Vật giao đấu với một tay cao thủ trong giới võ lâm, nên cũng đã đều hiểu rõ những ưu và nhược điểm của nhau. Thạch Vật thấy những kiếm thế của bối địch biến ảo khôn lường, lại thêm nội lực của y vô cùng thâm hậu, nên cũng chẳng dám coi thường. Thạch Vật vừa sát chiến thì đã mang toàn những thế hiểm độc ra soan toàn lấn áp đối phương. Thanh kiếm của Thạch Vật ảo hóa thành một đạo bạch quang nhấp nhánh như là điện xẹt, bao phủ khắp châu thân. Kiếm thế phát ra mãnh liệt thành một trận gió rít vi vút. Bối địch sử dụng cây kim địch cũng biến thành một đạo hào quang vàng chói lọi. Tiếng địch rít vào không khí thành những tiếng rú quái gở. Cả hai di động thân hình thật là lanh lẹ. Ở dưới đài khó lòng nhận ra được ai là ai nữa. Hai người giao đấu được khoảng chừng trăm hiệp. Cây kim đực trên tay của bối địch càng lúc càng mạnh mẽ biến hóa kỳ ảo. Mọi thế phát ra đều có những chiêu thức vô cùng kỳ dị. Từ Phàn ở dưới đã trông thấy rõ sự nguy cơ của Thạch Vật, nhưng không biết tính lẽ nào. Thạch Vật chống đỡ hồi lâu đã thấy toàn thân mỏi nhừ. Trên trán mồ hôi toát ra như tắm, hơi thở đã chẳng điều hòa, chỉ còn thủ chứ không thể nào công được nữa. Trong lúc bối rối, Thạch Vật cố gắng tụ toàn lực thân người, quát to lên một tiếng, sử dụng một thế tiên nữ tán qua, dùng thanh bảo kiếm thành nhất phiến ngân quang nhắm vào đầu của đối thủ. Bối địch chỉ hơi di bộ một chút thì đã tránh khỏi lưỡi kiếm một cách dễ dàng. Thạch Vật càng thêm tức giận như điên cuồng. Chàng vận dụng công lực sử dụng thế phục ma tam kiếm là một bài kiếm lợi hại nhất trong thiền tuyền tứ thập bát kiếm ra. Thiền thứ nhất chàng phóng ra là thế thích dông la ma, người của chàng bay vọt như là một con chim. Thanh kiếm trong tay qua tích thành một đạo bạch quang từ hướng thẳng xuống, chém chéo một nhát nhanh như gió cuốn. Bối địch cười nhạt một tiếng, cây kim địch trên tay vung lên gạt thanh kiếm bật ra ngoài. Thạch Vật lại đảo tích thanh kiếm phát ra thế thứ hai là kim chữ kích ma. Mãn thiền kiếm ảnh hợp thành rất nhanh và tấn công mau lẹ khắp những nơi yếu đạo của bối địch. Thế này Thạch Vật đã sử dụng tới 10 thành công lực, hoài thế vô cùng dũng mãnh. Thanh kiếm cuốn vào những chiều gió rít lên, nghe những tiếng di dút thật là khủng khiếp. Bối địch không chống đỡ thân pháp của y thật là kỳ ảo. Vừa chuyển một vòng thì đã thối lui về sau có tới năm bước. Vì thế tàn kiếm của Thạch Vật sử dụng toàn đánh vào không khí. Thạch Vật chém hụt, chợt tung mình nhảy theo như bóng giới hình, chém xả luôn một nhát nhanh như điện. Bối địch chợt quay mình một cái, kim địch trên tay vạch ra một đường tròn. Thân mình chuyển động gạt phát thế kiếm chém tới của Thạch Vật. Chân phải tiến lên một bộ, toàn kết lại bốn thế luôn. Thạch Vật cố gắng chống đỡ bốn thế này, hình như đã không còn sức lực gì nữa. Thân hình bị thế kích tới phải thối lui liền về sau, có tới ba bốn bước.
Chỉ thấy cây kim địch của Bối Dịch có vẻ tăng thêm kình lực, càng lúc càng mãnh liệt. Chợt nghe tiếng của Bối Dịch quát to lên: "Buông tay!" Dứt lời, cây kim địch ở trên tay của y vạch ra một đạo hào quang chỉ vào mạch môn tay phải của Thạch Vật. Thế này của Bối Địch xuất thủ nhanh nhẹn vô cùng, Thạch Vật quản kinh muốn thối lui cũng không kịp, tay phải đành buông rơi thanh kiếm xuống sàn đài. Khắp bốn phía tiếng vỗ tay reo hò, cổ võ vang lừng như tiếng sấm. Trọng tài ra tuyên bố Bối Dịch thắng trận. Thạch Vật ngượng ngùng nhặt thanh kiếm dắt vào sau lưng, vái chào một cái rồi nhanh nhẹn nhảy xuống đài. Bối Địch cả thắng tạm nghỉ. Tới cặp Điểm Thương Điền Nam Kiếm Khách và Thiếu Lâm Tâm Ẩn ra giao đấu. Nếu ai thắng sẽ cùng đấu với Bối Dịch. Điền Nam Kiếm Khách đã nổi danh trên giang hồ từ lâu. Thành kiếm của họ Điền đã làm cho hai phái võ lâm Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều kiêng quai. Chàng vừa xuất hiện thì tiếng vỗ tay hoan hô vang dội cả võ trường. Thiếu Lâm Tâm Ẩn cũng đã nổi danh trên hai miền Nam Bắc. Dáng người hùng vĩ, lưng hùm vai gấu, bước ra khán đài xưng danh tánh. Lại một loạt vỗ tay như pháo nổ. Hai người bước ra khán đài, Điền Nam Kiếm Khách mỉm cười và nói: "Đây là cuộc tỷ thí giao hữu, xin huynh đài nương tay cho." Thiếu Lâm Tâm Ẩn cũng vội vàng thi lễ rồi cất tiếng rộn rãng nói: "Không dám, tôn huynh quá khiêm nhường, khiến cho tại hạ càng thêm thẹn. Hoài danh của huynh đài đã vang lừng trong thiên hạ, người đời đã ca tụng là Điền Nam Kiếm Khách. Tại hạ sao có thể lĩnh giáo được ba hiệp để được mở rộng thêm kiến thức mà thôi." Điền Nam Kiếm Khách nghiêng mình tuốt kiếm khỏi vỏ rồi đáp: "Huynh đài chớ khen, xin hãy bạc kiếm." Thiếu Lâm Tâm Ẩn cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi nhanh như chớp múa tết thanh kiếm sử dụng thế chìm lôi tiết đại. Mũi kiếm gạch phá lên không trung như trăm ngàn mảnh sao dở, nhấp nhánh như điện, xẹt chém ngang một nhát như gió cuốn. Điện Nam Kiếm Khách nhìn thấy công lực của Thiếu Lâm Tâm Ẩn mãnh liệt như thế thì không đỡ, dùng luôn Phượng Hoàng chuyển đức, tung mình nhảy dút lên sau đến ba bước, nhường cho mũi kiếm chém qua một tiếng véo kinh hồn do kiếm thế của Thiếu Lâm Tâm Ẩn phát ra. Tâm Ẩn chém hụt một nhát đã tiến lên một bước. Thân pháp của chàng thật là kỳ ảo như bóng với hình, đã tiến sát đến bên Điền Nam Kiếm Khách rồi. Tâm Ẩn đảo lộn thanh kiếm trên tay, thi triển luôn thế quyền điểu thoát xa. Mũi kiếm như một luồng bạch quang rít lên không khí. Điền Nam Kiếm Khách cũng múa tích thanh trường kiếm trên tay thành thế, mai qua lạc động, gạt thanh kiếm vừa chém tới. Hai thanh kiếm chạm vào nhau thành một tiếng xoảng vang lên. Những lửa tiên đà, Điền Nam Kiếm Khách lại múa kiếm, ở trên tay sử dụng một thế thần long phô sát, mũi kiếm uốn éo như con rồng quẩy khúc, phát luôn ngang một nhát nhanh như chớp. Giật mình, Thiếu Lâm Tâm Ẩn vội vàng nhảy vọt về sau để tránh thoát. Điền Nam Kiếm Khách nhất kiếm thắng lợi, không bỏ lỡ cơ hội, quát lên một tiếng, tung mình nhảy theo dùng thế giáp sơn siêu hải, từ trên chém xả xuống một nhát nhanh như chớp nhãn. Tâm Ẩn chẳng dám coi thường, nghiến răng múa tích thành kiếm sử dụng thế hoàng long vọng nguyên. Đỡ mạnh vào cái, lại trông thấy choang dữ dội vang lên. Tâm Ẩn thấy tay tê chồn, lão đảo thối lui về phía sau có hơn ba bước liền. Điền Nam Kiếm Khách cũng dội người về sau ba bước, cả hai đều trợn mắt nhìn nhau, thầm phục nội lực của nhau. Thiếu Lâm Tâm Ẩn thấy đối phương kiếm thuật quả nhiên cao cường, nên cũng không dám chậm chạp. Đảo lộn thanh kiếm ở trên tay, ảo hóa thành một đạo bạch quang, tứ phía tài chém dục tới một nhát rất mạnh. Nhưng trong đó chỉ là thế hư. Khi thanh kiếm gần tới nơi, bỗng đảo lộn ngược lại rồi đâm dút vào thái dương của Điền Nam Kiếm Khách. Thế này gọi là song phượng triều dương, rất là lợi hại. Điền Nam Kiếm Khách không hổ là một tay nhuệ kiếm, mắt sáng như sao, vừa thấy cánh tay của Thiếu Lâm Tâm Ẩn chuyển động, không chút bối rối. Vẫn đứng yên đợi cho thanh kiếm đâm gần đến nơi mới dùng kiếm lên gạt một cái, không để cho đối phương kịp hoàn kích. Thiếu Lâm Tâm Ẩn đã sử dụng luôn hai thế Phụng Hoàng Túy Nha và Đơn Phụng Tước Đồng, tấn công luôn, không để chậm một phút giây nào. Thanh kiếm của chàng chẳng khác nào một đám sao xa bao dây kính Điền Nam Kiếm Khách trong kiếm quang. Điền Nam Kiếm Khách vẫn điềm nhiên như thường, sử dụng bài Phụng Nghi Kiếm của Điểm Thương,
phát ra để chống cự. Người của chàng trông mềm mại như là một con rắn nước, thân pháp nhẹ tránh thoát thật là huyền ảo. Ở ngoài nhìn thấy thanh kiếm trên tay của Điền Nam Kiếm Khách nhấp nhánh như dao long uốn khúc, như mãng xà xuất động, khi đông khi tây, lúc tả lúc hữu, như điện xẹt chớp nhoáng. Điền Nam Kiếm Khách vừa chống đỡ những thế kiếm ác liệt của Thiếu Lâm Tâm Ẩn, vừa hoàn kích lại một cách mãnh liệt. Cả hai giao đấu đã ngoài 200 hiệp, tất cả những thế kiếm ác liệt đều được sử dụng một cách tuyệt diệu. Khán giả vỗ tay cổ võ gian lừng. Tâm Ẩn cả giận đảo lộn thanh trường kiếm trên tay thành một thế lộng ngọc suy định, chém dứt vào ngang cổ của Điền Nam Kiếm Khách nhanh như chớp. Điền Nam Kiếm Khách không bối rối, quay tích thanh trường kiếm trên tay thành một thế hòa long điểm tịnh, gạt mạnh một cái, một tiếng xoảng vang lên, thanh kiếm trên tay của Tâm Ẩn đã bị bật văng ra khỏi, rớt xuống đất, người lão đảo thối lui về sau có tới 4-5 bước. Khắp bốn phía khán giả tiếng vỗ tay vang dậy như pháo nổ. Trọng tài tuyên bố Điền Nam Kiếm Khách thắng cuộc. Thiếu Lâm Tâm Ẩn cúi xuống nhặt thanh kiếm tra vào vỏ. Điền Nam Kiếm Khách tiến lại gần giá dài một kỳ, rồi khiêm tốn nói: trong lúc bất phòng, huynh đài đã nhường cho tại hạ vài phần. Thiếu Lâm Tâm Ẩn gượng cười đáp lễ nói: huynh đài quá khen, tài nghệ của tiểu đệ quá kém cỏi nên đã bị rớt kiếm. Vị trọng tài cũng nói vài lời khích lệ và ca tụng tinh thần thượng võ của cả hai người, dù ai thắng ai bại. Tiếng vỗ tay cổ võ lại vang lên. Thiếu Lâm Tâm Ẩn đại diện cho Thiếu Lâm phái phải cúi đầu giá dài một cái rồi nhảy xuống đất. Sau cuộc tuyển chọn còn lại, hai người đó là Bối Địch và Điền Nam Kiếm Khách. Hai người nghỉ ngơi và giải lao một hồi trước khi vào đấu chung kết. Lúc đó những người có trách nhiệm và liên quan đến kế quan đều hết sức nóng ruột, nhất là Lăng Ba Tiên Tử. Nàng hết sức là bồn chồn quay lại hỏi Từ Phàn: Từ huynh, liệu Quan ca ca có về dự cuộc luận kiếm này không? Từ Phàn cũng bối rối kém gì, nhưng thấy Lăng Ba Tiên Tử hỏi như thế cũng gắng gượng trả lời: tại hạ có gặp Di huynh và chính Di huynh đã hứa nhất định là sẽ tới dự cuộc luận kiếm này, chắc không có sai hẹn đâu. Lăng Ba Tiên Tử nhìn khắp bốn phía rồi nóng nảy nói: nếu sau trận đấu này mà Quan ca ca không tới, chắc một trong hai người ở trên đài sẽ giật mất chức thiên hạ đệ nhất kiếm rồi còn chi. Nếu Quan ca ca không tới, tiểu muội có thể lên thay thế được không vậy? Từ Phàn lắc đầu nói: đâu có thể như thế được, đây là một cuộc luận kiếm mà tất cả thất phái các trưởng môn đều có mặt như thế, thì chỉ những có người nào ghi tên tham dự mới được giao đấu mà thôi. Lăng Ba Tiên Tử hết sức là khổ sở, hai hàng nước mắt đã dâng trào ở trên khóe mắt. Nàng sợ Từ Phàn trông thấy vội quay đi chỗ khác và đưa tay lên quệt ngang đi rồi cố gượng hỏi: Từ huynh xem cuộc giao đấu giữa Bối Địch và Điền Nam Kiếm Khách thì ai có thể thắng được vậy? Từ Phàn trầm ngâm một chút rồi nói: theo thiện kiến của tại hạ thì Điền Nam Kiếm Khách kiếm thuật thật là tuyệt diệu, đường lối có quy củ nhưng sự biến hóa không kỳ ảo lắm. Còn Bối Địch tuy tên tuổi không lẫy lừng trên giang hồ, nhưng cứ xem kiếm pháp của y sử dụng thì tỏ ra là một tay lão luyện. Hơn nữa cây kim địch ở trên tay của y lúc múa lên có nhiều sự biến hóa kỳ lạ, khiến cho tại hạ cũng khó lòng nhận rõ được những chiêu thức sử dụng đó. Lăng Ba Tiên Tử cũng gật đầu nói: tiểu muội cũng chưa được nghe danh tiếng của Bối Địch bao giờ, nhưng theo nhận xét của Từ huynh quả là đúng không sai. Từ lúc hai người trò chuyện thì ở trên khán đài, vị trọng tài đã ra lệnh cho Điền Nam Kiếm Khách và Bối Địch giao đấu. Cả hai cũng đã biết qua tài nghệ của nhau. Trong lúc hai người giao đấu, dời đối phương vừa rồi, nên cả hai đều rất cẩn thận, không dám khinh địch. Bối Địch lại sử dụng cây kim địch, còn Điền Nam Kiếm Khách vẫn dùng bảo kiếm. Cả hai vái chào nhau theo quy củ của các võ sinh, rồi rút ra thủ thế. Điền Nam Kiếm Khách mỉm cười nói: tài nghệ của Bối huynh khiến cho tiểu đệ vô cùng kính phục. Hôm nay chỉ mong được lãnh giáo dài đường để rộng thêm kiến thức, chứ không dám đánh tương đồng với huynh đài. Bối Địch cũng khiêm nhường nói: huynh đài đã quá khen rồi. Danh tiếng của Điền Nam Kiếm Khách đã vang lừng trên giang hồ. Hôm nay tiểu đệ rất lấy làm vinh dự được hầu tiếp.
Hầu tiếp huynh đài dài đường kiếm để được gọi là học hỏi. Điền Nam kiếm khách mỉm cười đáp: xin huynh đài cứ ra tay, tiểu đệ xin lãnh giáo. Nói xong rồi Điền Nam kiếm khách thu chân trở về theo trảo mã tấn. Tay phải thu kiếm để ngang sườn, tay trái xòe ra, đưa về phía trước thủ thế đại bàng triển dựng. Bối địch cất tiếng nói: xin thất lễ. Dứt lời, cây kim địch trên tay của hắn dung lên, ảo hóa thành một đạo hoàng quang nhấp nháy. Tiếng gió lộng vào cây kim địch, phát ra thành tiếng di du sử dụng, thế khởi phụng đằng dao. Thân hình nhanh nhẹn lao dục tới. Cây kim địch nhắm vào thái dương quyệt của Điền Nam kiếm khách thích thẳng vào nhanh như tên bắn. Điền Nam kiếm khách lách sang một bên, đồng thời cũng đảo lộn thanh kiếm ở trên tay, ảo hóa ra một đạo bạch quang. Quay chuyển như một cái chong chóng bao bọc khắp châu thân. Cả hai đều là cao thủ tài nghệ đã đến mức tuyệt diệu, nên mỗi thế phát ra đều là những chiêu thức kỳ ảo, vừa đẹp mắt lại vừa hiểm độc. Đối phương chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng như không. Tiếng kim địch phát ra càng lúc càng mãnh liệt, di vô như tiếng sáo diệu liên miên bất tận. Còn thanh kiếm ở trong tay Điền Nam kiếm khách cũng phát ra những tiếng réo kinh hồn. Hai bên giao đấu có tới hơn 200 hiệp mà bất phân thắng phụ. Càng lúc càng hăng, những người giữ kháng phần đông đều là những tay cao thủ. Ai ai cũng có một phần căn bản về võ công rất khá, mới không ngại đường xá hiểm trở xa xôi đến giữ kháng. Cuộc luận kiếm là để thi tài, không phải vì thù hận, mà cả hai phải sử dụng những thế tối độc. Thanh kiếm của Điền Nam kiếm khách như một dải lụa trắng bay lượn uốn éo, tỏa ra chung quanh phát ra những luồng gió mãnh liệt rít vào không khí, phát ra những tiếng dèo déo ghê hồn. Còn cây kim địch của họ Bối cũng không vừa, biến thành những tiếng di du càng lúc càng to. Điền Nam kiếm khách có vẻ tức giận, dần dụng kiếm dung mạnh một cái, luồng kiếm phong rít vào như tiếng xé giải, thật là mãnh liệt, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Bối địch mà chém xuống một nhát nhanh như chớp. Bối địch điềm nhiên dung cây kim địch lên đỡ, một tiếng cương vang lên. Thanh kiếm của Điền Nam kiếm khách trúng vào kim địch dội lại. Nhanh như chớp, Điền Nam kiếm khách thích luôn một mũi vào giữa ngực của Bối địch. Thanh kiếm phóng ra như một con dao lông, đang bay vụt tới nhanh như tên bắn. Đồng thời đảo cước lại phóng ra một thế đồng tử cước, nhằm hạ bộ của Bối địch mà đá tiếp. Bối địch cũng không vừa. Khi vừa trông thấy sự chuyển động của Điền Nam kiếm khách đã thu kiếm địch, liền nhảy vội về phía sau ba bộ tránh luôn cả hai thế giết người đó. Đồng thời y lại dung cây kim địch ở trên tay hoàng kích luôn. Điền Nam kiếm khách quát to một tiếng, thanh kiếm ở trên tay thi triển luôn bảy thế công kích liên miên không ngừng. Bối địch luôn tấn công vào những chỗ yếu quyệt. Cây kim địch trong tay của y nhịp nhàng phối hợp với thân pháp kỳ ảo thông dong tránh đỡ, thỉnh thoảng mới hoàng kích một thế. Ở dưới khán đài mọi người thấy thế đều vỗ tay cổ võ vang rền. Cả hai cũng đến lúc đã thi triển những thế tuyệt xảo. Thân pháp của cả hai người đến mức tinh vi, nên sự di chuyển vô cùng mau lẹ. Sự biến hóa của hai thứ binh khí càng lúc càng ghê gớm, phát ra những cơn gió mãnh liệt như những con trốt rít vào trong không khí, thành những tiếng vèo vèo và điểm theo tiếng địch di du. Hai người giao đấu đã đến lúc quyết liệt, không một chút nương tay, lại ngót 100 hiệp nữa. Ở ngoài không còn nhìn thấy rõ hình bóng của hai người nữa, chỉ thấy nhấp như một đạo bạch quang và một đạo quảng quang xoắn tích vào nhau. Thỉnh thoảng lại nghe thấy có tiếng kiếm và tiếng địch va chạm vào nhau, rồi phát ra những tiếng cương cương vang dội. Hai đạo bạch quang và hoàng quang đang xoắn chặt lấy nhau bỗng rời ra. Bối địch bỗng cất tiếng nói to: xin thất lễ. Tiếng nói vừa dứt, người của Bối địch như một cơn gió lốc lao dục vào. Thanh kim địch trên tay đảo lộn nhằm ngang người của Điền Nam kiếm khách dục mạnh một cái. Điền Nam kiếm khách giật mình vội dung kiếm lên đỡ, chẳng ngờ thấy đó chỉ là thế hư. Cây kim địch vừa dục đến nơi thì bỗng đảo lại, rồi từ ở trên đỉnh đầu của họ Điền thành thế Thái Sơn áp đỉnh. Điền Nam kiếm khách đỡ hụt thì phát giác ngay, dội lúng mình xuống, đưa ngược thanh kiếm lên gạt ngang một cái. Nhưng vì trái đà là bị Bối địch tận lực đánh xuống,
hai thứ binh khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng công. Kiếm ở trên tay Điền Nam đã vượt khỏi tầm tay bay ra ngoài. Điền Nam cảm thấy hổ khẩu của mình tê buốt, thân hình lão đảo thối lui về sau đến ba bốn bước mới đứng dựng lại được. Tiếng vỗ tay hoan nghênh bối địch ở dưới đài vang lên rầm rộ. Trọng tài tuyên bố bối địch toàn thắng. Điền Nam kiếm khách nhặt kiếm tra vào vỏ, rồi vòng tay thi lễ với mọi người, rồi nhảy dục xuống đài. Bối địch thấy mình đã toàn thắng thì có vẻ kiêu hãnh vì sắp sửa được nhậm chức thiên hạ đệ nhất kiếm ở trong tay. Lăng Ba tiên tử từ ở dưới đài càng thêm nôn nóng. Từ Phàn cũng bồn chồn không hiểu gì lẽ gì. Vì Kế Quan không tới. Không kiêng gì hai người mà mấy người ở trong tài đang sốt ruột vì sự chậm trễ của Vi Kế Quan. Mắt thấy một số cao thủ ở trong thất đại môn phái bị thất bại trên tay của một người thư sinh trung niên lai lịch bất minh thì rất lấy làm khó chịu ở trong lòng và cũng đều nghĩ. Nếu cái tôn hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm lọt vào tay một người dị phái lai lịch bất minh thì thật là một điều sỉ nhục cho tất cả thất đại môn phái còn gì. Sau khi bối địch thắng được hơn 10 tay cao thủ liền thì có vẻ đắc ý tự kêu cất tiếng nói ngạo nghễ. Không còn một vị cao thủ nào tỷ thí nữa, bản nhân xin liệt vị trọng tài quyết định cho. Nói tới đây bối địch hướng về các vị trọng tài vái một cái rồi nói tiếp. Cuộc luận kiếm như vậy kể như là kết thúc, tiểu sinh đã toàn thắng tất cả, xin các vị lão tiền bối quyết định cho. Thiên Long đạo trưởng ngồi ở bên tay phải, Hải Thiên Thần Tẩu đã biết rõ thâm ý của cuộc luận kiếm này của ông ta. Nên đưa mắt nhìn Hải Thiên Thần Tẩu, thấy nét mặt của ông ta hầm hầm, tỏ vẻ tức giận lắm, nên không hề nói năng gì cả. Lục Lâm Tôn Giả và Nguyên Nguyên Đại Sư cũng lấy suy nghĩ về việc này. Trong lúc đó bỗng có một tiếng nói kiều mỹ quát to. Khoan đã, còn một trận nữa chưa giao đấu. Tiếng nói chưa dứt thì Bạch Y La Sát đã nhảy vút xuống đài như một cơn gió lốc. Kim Địch Thư Sinh có vẻ coi thường, nhìn nàng một cái rồi lạnh lùng hỏi. Chẳng hai cô nương thuộc về môn phái nào? Bạch Y La Sát cười nhạt đáp. Bản cô nương thuộc Địa Linh Giáo, tên gọi là Bạch Y La Sát Phù Tiểu Quyên. Bối địch cất tiếng cười ha hả và nói. Tại hạ vẫn được nghe danh Địa Linh Giáo sẽ do người họ Di tên là Kế Quan tham dự. Nay lại là phù cô nương hay sao? Phù Tiểu Quyên trao đôi lông mài liễu, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mặt của bối địch, rồi cất tiếng nghiêm trang nói. Người đại diện của bổn giáo có ghi tên họ Di, nhưng vì có chuyện riêng trắc trở nên chưa về kịp. Không lẽ bản cô nương thay thế không được sao? Nguyên Nguyên đại sư vẫn còn có sự hiểu lầm về Kế Quan, nên vừa nghe nói đến thì đại sư đã đứng dậy nói. Theo như quyết định của ban trọng tài thì những gì đã được các phái đưa ra không thể sửa đổi lại nữa. Phù Tiểu Quyên vì thấy Vi Kế Quan chậm trễ không tới khiến cho nàng hết sức nóng nảy, bồn chồn ở trong lòng. Nay lại thấy Nguyên Nguyên đại sư nói như thế có vẻ không cho phép nàng được thay thế Vi Kế Quan tham dự trận đấu thì càng thêm tức giận. Cười nhạt một tiếng toàn cất tiếng chất vấn và phản đối. Bỗng nghe thấy một tiếng nói kiều mỹ thanh tao nổi lên. Thân phụ của tiểu nữ chưa hề thành lập môn phái, thế thì tiểu nữ có quyền tham gia hay không? Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy thấp thoáng một bóng người mặc y phục màu đỏ bay vụt lên đài nhanh như tên bắn. Nàng chính là Lăng Ba tiên tử. Nguyên Nguyên đại sư khẽ niệm một câu Phật hiệu rồi hỏi. Chẳng hay lệnh tôn là ai? Lăng Ba tiên tử lễ phép đáp. Gia phụ là Hải Thiên Thần Tẩu. Vừa lúc đó thì Hải Thiên Thần Tẩu cũng đã đứng dậy trầm thanh quát. Dùng nhi, con không được làm như vậy. Lăng Ba tiên tử giờ như không nghe thấy tiếng thân phụ quát bảo. Thanh kiếm ở trên tay đồng thời trỏ vào bối địch và hỏi. Túc hạ có thể giao đấu với bản cô nương không? Kim Địch Thư Sinh cất tiếng cười dài rồi ngạo nghễ nói. Chỉ cần có quy luật của đại hội và được liệt vị ở trọng tài chấp thuận thì bối mổ có gì mà không dám. Bạch Y La Sát múa thành ngân đao ở trên tay trầm thanh rồi nói. Hãy khoan đã, việc của tiểu thiếp chưa được giải quyết một cách dứt khoát đâu. Nguyên Nguyên đại sư nghiêm nghị bảo. Về Địa Linh Giáo có ghi tên Vi Kế Quan tham dự, ngoài họ Vi ra tất cả không ai được phép tham dự. Lăng Ba tiên tử vội hỏi. Như thế phù cô nương không được tham dự, nhưng còn tiểu nữ có được tham dự hay không? Hải Thiên Thần Tẩu đỡ lời Nguyên Nguyên đại sư nói.
Ngay lúc đầu ngươi không có ghi tên tham dự, dĩ nhiên là không có quyền tham dự rồi. Kim địch thư sinh cất tiếng cười ha. Như thế mới thật xứng đáng là các vị trọng tài chứ. Thời gian cũng đã kéo dài khá lâu rồi. Xin liệt vị hãy tuyên bố kết quả cuộc luận kiếm này đi. Đột nhiên từ phía đài ở bên mé phía tây có tiếng người nói to. Hãy khoan đã, Túc Hạ chớ có vội đắc ý, khắc tinh đã về đến nơi đây rồi. Tất cả mọi người đều giật mình, tất cả đồng nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Riêng về phần Phù Tiểu Quyên và Lăng Ba tiên tử thì có vẻ vui mừng, vì nhận ra tiếng nói đó của lão khiếu quá. Cả hai đều tin tưởng sẽ có vị kế quan tới. Vừa lúc đó thì có tiếng quan hô gian lận, vị kế quan như một mũi tên bắn lao tới, xẹt thẳng vào trong đài nhẹ nhàng như là một chiếc lá, không hề phát ra một tiếng động nào. Bối địch tuy chưa hề biết mặt của họ Di, nhưng thấy thân pháp kỳ ảo như thế, cũng có thể đoán chắc được rằng là kế quan rồi. Bèn cười nhạt một tiếng và nói.